Mình phải tắt cho hẳn cái khoảng cách để cho anh biết nữa chứ. Ê, con à? Hả? Em à? Cháu. Cháu. Bấm tóc rồi. Nhỏ lắm á. Nè cái khoảng cách đi. Múa nó phải tươi lên, phải đứng như thằng cái chưa đều. Chú ý từng động tác một cho đúng đi. Dạ. Thì bàn nó ăn đi. Bật nhẹ thêm nào. Đây hạ cờ nữa, hấp chúng. Đây hạ cờ cuốn này, nguồn người thả vấn đề chứ đáng cái lăng le là được. Con nó quả tay manh quá đấy. Bắt đồng ban đấy. Đến giờ đã, đúng.